Chương trình này được bảo trợ bởi Family Choice, tổ ấm y tế của mọi gia đình, 714-898-0612. Kính thưa quý vị, chúng tôi cảm ơn sự trở lại của quý vị phần 3 của chương trình ngày hôm nay. Thì hồi nãy đã có một khán giả gọi vô hỏi cho người con gái 21 tuổi, mà cô nói là người con gái 21 tuổi này đó bị thiếu vitamin D. Thử ra vitamin D nó có 13 thì thấp, yes. Nhưng mà bác sĩ Nhân, cô lại hỏi thêm là bây giờ đang uống vitamin D, uống được 2 tháng rồi, uống hoài sao? Bác sĩ Nhân. Trước cái cô này có nói là con gái của cô là đương đi học college thì phải học rất nhiều, thì tôi nghĩ cái cô này chắc ở trong nhà rất nhiều, không ra ánh sáng đó. Thành ra như mà tôi có nói gì bệnh nhân của tôi đó là cái vitamin D đó nó cần cái calcium và nó cần ánh sáng nó mới thành cái vitamin D mà mình dùng được. Thành ra có nhiều người uống rất nhiều vitamin D nhưng mà không có ra ánh sáng đó, thì mình thử máu trở lại cái vitamin D nó cũng sẽ thấp. Là tại vì đó cái vitamin D nó lạ lắm, cái vitamin D mà mình uống vô đó nó không công hiệu. Khi nào mà có ánh sáng rọi vô da của mình đó, thì lúc đó nó sẽ biến cái vitamin D vào cái một cái chất mà mình có thể thử máu mà thấy cao lên. Thành ra tôi đề nghị mấy người mà uống vitamin D đó nên ra ngoài ánh sáng và nên uống thêm cái chất calcium nữa. Cái vitamin D mà không có calcium nó sẽ không công hiệu. Mà cho mấy người phụ nữ đó, thật ra đó cái chất calcium nó quan trọng hơn là vitamin D. Tại sao vậy? Là tại vì mấy phụ nữ đó cái xương nó mềm hơn mà nó sẽ rỗng xương sớm hơn đàn ông. Thành ra bây giờ họ khuyên nó đàn bà mà sau bắt đầu 21 tuổi là bắt đầu phải uống calcium và vitamin D. Tôi đề nghị đó là nên uống calcium cộng với vitamin D, đừng có uống vitamin D riêng. Là tôi nghĩ uống vitamin D riêng cũng khổ đó, tại tại sao phải uống 2-3 viên thì mình mua cái calcium với vitamin D ra ánh sáng đó. Là tập thể thao nữa. Dạ, tôi muốn nhắc đó là ra ánh sáng mặt trời là vào tập thể thao nữa. Yeah. Không phải ra thẳng ánh sáng mặt trời rọi thẳng vào mình đâu, ngồi trong trồng cho hè, cái phản chiếu của cái mấy cái UV light nó vô nước, nó vô tường hay nó vô gì nó vô cho mặt mình thì cũng ok. Đội nón rộng vành đi tới đi lui mỗi buổi sáng chút xíu cho nó có sức khỏe. Ok, hy vọng bây giờ trên đường dây tôi có một khán giả thì nhớ biết tuổi ở đâu và câu hỏi. Bây giờ bà nói cái men gan của bà lên cao, có hai câu chuyện đầu tiên hỏi mỡ bà cao, mỡ cao đường, cao mỡ gì không, nhất là mỡ chứ dầu bị cao không? Dạ, cao mỡ thì đang uống thuốc cao mỡ lơ vắt tim nên nó mỡ bao nhiêu, cỡ bao nhiêu không, trước khi uống thuốc nó bao nhiêu, mà uống thuốc rồi nó bao nhiêu bà biết không? Dạ, trước khi uống thuốc thì nó tới 200 mấy, sĩ gì uống thuốc thì nó 178. Ok. Rồi bà có bệnh gì khác nữa không? Bà có tiểu đường, cao máu hay bà có uống thuốc gì khác nữa không ngoài vấn đề cao mỡ, cao dầu? Dạ, có cao máu nữa bác sĩ. Thuốc cao máu bà uống thuốc gì vậy? Dạ, cao máu uống rồi sạc tan á bác sĩ. Lô sạc tan, ok. Còn gì nữa không? Còn thuốc gì nữa không? Dạ, với lại cái thuốc, cái sau cái nó cũng vẫn còn cao. Sĩ cho thêm uống là Cavodilon 25mg á. Sáng thêm một viên buổi trưa và một viên buổi tối á bác sĩ. Ok, Cadavelon là beta blocker, để trợ tim, nó thuốc hạ áp huyết mà trợ tim đó. Thì bây giờ bà nói cái men gan của bà nó cao cỡ nào, mấy chục, 70-80 hơn 100 không? Dạ, nó để 33 đó bác sĩ. Ồ, nhìn bà đâu con sao không? 33. Nó có hai số bà, nó có hai số, một số là 33, còn cái số kia là số bao nhiêu? Dạ, thưa một số AST hả? ALT, AST đó. Dạ, ALT là 35. Ok, còn AST? ALT thì 33. Ok, không sao hết. Cái chuyện mà tôi muốn nói hỏi bà đó là thường thường Việt Nam có hay bị đó là mỡ, dầu mỡ cao, đóng mỡ trong gan. Nếu mà bà uống thuốc mà mỡ bà nó xuống lâu ngày, không phải là một mỡ nó đóng trong gan, bà không thể nào bà đem nó xuống trong vòng 1-2 tháng được, phải uống trường kỳ cả năm đó, thì men gan nó mới đỡ đi. Thành ra không sao hết, mà 30 mấy không sao hết. Nó phải cỡ cả 100 trở lên thì mới đáng sợ thôi. Chứ còn với lại cái mà quan trọng nữa là bà phải thử viêm gan ABC đó. Bà nên đi bác sĩ gia đình, xin bác sĩ thử viêm gan ABC. Coi có bị cái đó không? Cái đó cũng nên thử trước khi mình nói là đóng mỡ trong gan. Cái đó là sợ nó đóng mỡ trong gan ha bác sĩ. Mà hồi vừa uống cái thuốc cao mỡ này lâu lắm rồi bác sĩ, cũng chục năm rồi bác sĩ. Thì
có hai chuyện đầu tiên là phải thử có bị viêm gan ABC hay không. Ok, cái đó để thử biết trước, rồi đồng thời làm sao cho cái mỡ trong máu nó phải hạ xuống, phải chuẩn. Ví dụ như cholesterol nó phải dưới 200, rồi triglyceride phải dưới 150, rồi cái mỡ xấu đó HDL phải dưới 70 hay dưới 50 càng tốt nữa. Rồi thì hy vọng là biết là bà đừng có bị mập quá đó, thì mỡ nó sẽ tan đi. Dạ, với lại sau khi mà uống cái thuốc mà thêm mà chị cao máu thì bà thấy chứ sao cái mặt của nó còn khoảng 60, 50 mấy 60 không, chị nó không có lên cao vậy. Cardiovascular mà xuống nó còn có 50 mấy 60 thì có sao không bác sĩ Nhân sợ? Ồ, cái nhịp tim thôi. Nếu mà cô thấy mà 50, 60 mà không thấy mệt, không thấy chóng mặt thì không sao. Nhưng mà nếu mà 50, 60... Dạ. Dạ, yeah. Nhưng mà tôi nói đó, cô uống cái Carvedilol đó mà cô thấy 50-60 mà cô không thấy chóng mặt, cô không thấy mệt, cô không thấy buồn ngủ đó thì không sao. Còn có nhiều người mà cái nhịp tim mà 50-60 đó thì họ sẽ thấy buồn ngủ, mệt mà không có đủ energy đó. Thì lúc đó mình bớt cái thuốc Carvedilol. Tôi nghĩ cái nhịp tim nên giữ nó trên 60-70 là tốt nhất. Nhưng mà thật ra 60 không sao, 50-60 mà không có asymptomatic không sao cả. Tại vì nếu mà bà uống cardiovascular mà xuống cỡ chừng 50 mà bà vẫn thấy thoải mái bình thường thì tốt thôi, không sao hết. Trừ trường hợp như vậy. Dạ, vẫn bình thường, không thấy có triệu chứng gì đâu. Nhưng mà thấy nó hơi thấp hơn những cái lần mà chưa uống bác sĩ. Mà thấy nó thấp như vậy, không biết là cái nhịp tim nó như thế nào là bình thường bác sĩ. Well, tôi nói cho bà nghe, thường thường tôi vẫn nói với bệnh nhân tôi hoài đó, mình không có chữa con số, mình chữa bệnh nhân đó. Nếu bệnh nhân cảm thấy thoải mái, ok, không sao hết. Còn tôi thấy có rất nhiều bệnh nhân tôi, cái nhịp tim có 50 mà họ rất là thoải mái, còn nhẹ nhàng nữa. Thì mình ăn thua bệnh nhân cảm nhận sao thôi à. Chứ không có mình, con số không quan trọng bằng cái đó. Con số này cho mình ý kiến vậy thôi, chứ không phải là tuyệt đối. Dạ, bác sĩ, mà tôi thấy mỗi lần mà đi bác sĩ thì cái số cao, cái số đo của huyết áp nó cứ cao 160 không bác sĩ. Còn trong khi ở nhà mỗi ngày tôi đo bình thường thì không có khi nào mà lên 150 đó bác sĩ. Như vậy là sao bác sĩ? Nhưng mà ở nhà của bà đó là số cao nhất là bao nhiêu? Là tại vì mình lý tưởng là cái số trên systolic ở trên phải dưới 130. Nếu mà ở nhà dưới 130 mà tới bác sĩ nó lên 160 thì có thể là nó có một cái định bệnh là white coat syndrome. Thì mấy cái trường hợp đó thường thường là tôi tin người bệnh nhân ở nhà, họ thử ở nhà rồi họ ghi xuống cho tôi thì không sao cả. Họ tới phòng mạch, họ ngồi chờ lâu rồi người chung quanh ho hay là họ khó chịu thì có lên. Nhưng mà nếu mà về nhà đo xuống hoài, thường thường tôi nói bệnh nhân thôi về nhà chịu khó đo, tôi đo mỗi ngày đi, ghi xuống cho tôi rồi đem tôi coi, thấy lúc nào nó cũng dưới 130 thì không thay đổi gì hết. Với lại bà lấy cái máy ở nhà của bà đó, bà đem lên phòng mạch của bác sĩ đặng đo, dùng cái máy của bác sĩ và dùng cái máy của bà đó coi nó có đo trong, lấy cái máy của bà đo trong khi bà ở trong phòng bác sĩ. Thì nó chính xác. Bác sĩ nghe, thí dụ như ở trong phòng bác sĩ là 160 thì ví dụ vậy đó, mà ở cái máy nhà chị 163 vậy thôi bác sĩ. Có đem lại rồi bác sĩ. Okay. Có đem lại. Hàng ngày cho bác sĩ coi mà như liên tục trong vòng 6 tháng 2 lần như vậy mà kết quả nó cũng cao rồi bác sĩ, gia đình cứ sợ cứ cho tăng thêm cao huyết áp hoài bác sĩ. Nhưng mà ở nhà thì không sao phải không? Ở nhà thì ok. Nhà thì ok, không có gì hết. Hỏi mình tới văn phòng là cứ 160 đổ lên xong rồi. Dạ, có thể là bà giống có, tôi cũng có bệnh nhân giống vậy đó, là bà tới phòng mạch đó bà hồi hộp đó. Với lại có thể là bà hồi hộp, bà thấy bác sĩ xong rồi bà thấy mấy người bệnh nhân khác. Nó có nhiều người bị giống vậy đó, là mình ở nhà đo thấp nhưng tới phòng mạch là tự nhiên nó lên cao. Không. Dạ, cái vấn đề là như vậy, cái vấn đề là khi mà đo áp huyết á 10 lần nó không giống nhau hết, 10 lần khác nhau 10 lần. Nhưng miễn là nó có lên, nó có xuống là ok. Bây giờ đo nó lên nhưng mà lát đo nó xuống thì không sao. Chứ còn nó lên hoài lúc nào cũng 160, vòng bác sĩ 160, về nhà 160, 170 liên tục đo 10 lần cứ trên 160, 150 là cái đó là phải thay đổi thuốc thôi. Chứ còn nếu mà trong vòng bác sĩ 160 rồi về nhà có 120 mà đo nhiều lần trong nhà có 120 hoài thì đâu có sợ đâu. Phải không? Tại vì có lên và có xuống thì không sao. Xuống mà lên mà không lên. Bác sĩ gia đình mình đổi thuốc cao máu được không bác sĩ? Được chứ. Nhiều thuốc lắm, rất là nhiều thuốc. Yes, có rất là nhiều thuốc. Và bác sĩ gia đình có thể giúp bà được. Với lại có nhiều khi cái thuốc bà uống nó không có đủ 24 tiếng đồng hồ đó. Bà phải uống canh thuốc cho đời. Có nhiều loại, có thể bác sĩ cho bà mấy thứ thuốc. Hiện bây giờ bà uống cao huyết mấy thứ vậy bà? Dạ, có lơ tăng với lại cái đúng rồi.
Thì bây giờ bà uống một cái thì mà chia ra lô sạc tấn buổi sáng, Canavalon buổi tối chẳng hạn vậy đó. Anh thì dạ. Chia ra vậy uống tốt. Ok, thì tôi trả lời bà rồi nha. Ok. Dạ, cảm ơn bác ạ. Trên đường dây tôi cũng khán giả xin cho biết tuổi ở đâu và câu hỏi. Tuy nhiên mình tạm cho nói chuyện off air nha, là tại vì bây giờ phải dành phần quảng cáo những cơ sở thương mại bảo trợ chương trình.